Tiền thưởng Tết căn cứ thưởng có được tính vào chi phí được trừ, có phải tính thuế thu nhập cá nhân? Mỗi dịp này, hầu hết các doanh nghiệp đều có những khoản tiền thưởng cho người lao động. Vậy tiền thưởng Tết có được tính vào chi phí được trừ, có phải tính thuế thu nhập cá nhân đối với người nhận thưởng? Những khoản tiền thưởng này được quy định cụ thể ở những văn bản nào? Tiền thưởng Tết có được tính vào chi phí được trừ hay không? Chúng ta cần căn cứ vào các văn bản pháp luật sau. Điều 103 Bộ Luật Lao động số 10/2012 QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012, hiệu lực vào ngày 1 tháng 5 năm 2013. Tiết B điểm 2.6 khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015 TT-BTC sửa đổi bổ sung điều 6 Thông tư 78/2014 TT-BTC đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 2 điều 6 Thông tư số 119/2014 TT-BTC và điều 1 Thông tư số 151/2014 TT-BTC. Điểm E khoản 2 điều 3 Thông tư 111/2013 TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013, hiệu lực vào ngày 1 tháng 10 năm 2013. Về luật lao động, điều 103 tiền thưởng Bộ luật lao động số 10/2012 QH13. 1. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. 2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở. Như vậy, tiền thưởng Tết là khoản tiền mà người lao động thưởng mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Tiền thưởng phải được quy định trong quy chế thưởng của doanh nghiệp hoặc trong hợp đồng lao động. Để trả lời câu hỏi tiền thưởng được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, chúng ta cùng tìm hiểu quy định tại thuế thu nhập doanh nghiệp. Thuế thu nhập doanh nghiệp tiết B điểm 2.6 khoản 2 điều 4 thông tư 96/2015 TT-BTC. 2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm 2.6 chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau. B. Khoản tiền lương, tiền thưởng chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế tài chính của công ty, tổng công ty, tập đoàn, quy chế thưởng do chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc quy định theo quy chế tài chính của công ty, tổng công ty. Như vậy, tiền thưởng Tết là một khoản chi phí được trừ nếu thỏa mãn các điều kiện trên. Tiền thưởng Tết là một khoản chi phí được trừ nếu thỏa mãn các điều kiện trên. Thuế thu nhập cá nhân điểm E khoản 2 điều 2 thông tư 111/2013 TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2013. Điều 2 các khoản thu nhập chịu thuế. 2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công. E. Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức kể cả thưởng bằng chứng khoán trừ các khoản tiền thưởng sau đây. Như vậy, tiền thưởng là một khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Kết luận cho câu hỏi tiền thưởng Tết có được tính vào chi phí được trừ. Tiền thưởng là sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và năng lực cũng như mức độ hoàn thành công việc của người lao động và phải được quy định rõ trong quy chế thưởng cũng như tại một trong các văn bản sau: hợp đồng lao động, quy chế tài chính, quy chế lương
thỏa ước lao động tập thể. Khi chi thưởng phải có biên bản họp thông qua tiêu chuẩn thưởng, mức thưởng kèm theo danh sách lao động được thưởng, quyết định thưởng và chứng từ thanh toán tiền thưởng. Sau khi thưởng cho người lao động, doanh nghiệp phải đảm bảo không ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Điều này cũng có thể hiểu rằng việc chi thưởng cần đảm bảo doanh nghiệp làm ăn có lãi. Chi phí về tiền thưởng được tính và chi phí được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Tiền thưởng là một loại thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Trên đây là hướng dẫn và văn bản pháp lý về tiền thưởng có được tính vào thu nhập được trừ hay không. Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài, thuế báo cáo tài chính, quyết toán thuế không?